Hello cả nhà, hôm nay mình xin giới thiệu với cả nhà bộ sản phẩm 101 con mồi và phụ kiện câu lua. Thì với cái bộ mồi giả câu lua này thì chúng ta có thể dùng để câu lua lóc, chẽm, lua suối, lua rô phi. Chúng ta có thể dùng một số mồi này câu câu tay, câu ở sông đều được. Bộ mồi này nó đầy đủ mồi phụ kiện cho chúng ta đi câu. Bây giờ mình sẽ review một số cái con mồi trong cái bộ mồi lua này của mình. Thì về mồi lua thì riêng là chúng ta có mồi bopper. Mồi này có mồi V65. Con này là con mồi VIP. Mồi này là con mồi Minao. Tiếp theo là con Pencil. Con mồi cuối cùng này là con Chuppy. Thì những con mồi này là nó có bi bên trong để tạo tiếng động, và nó lưỡi là ba tiêu, lưỡi ba tiêu size 8. Với bộ mồi này thì chúng ta có thêm là cái bộ mồi thìa để lua suối. Bộ mồi thìa này tại chúng ta có là 8 cái mồi thìa, và con mồi này là con mồi spinner một cái. Mồi, mồi lua thì chúng ta sẽ có một số cái mồi mềm khác. Số mồi mềm chúng ta có con tôm, mồi dung, mồi dế, một số là một số mồi tôm. Thì những con mồi này nó sẽ được đi kèm sử dụng cái lưỡi xích ít, hay là cái bộ lưỡi xích ít. Một cái lưỡi xích ít mình đã đánh sẵn. Ngoài cái các loại mồi ra thì cái hộp này mình còn có đi kèm là cái kìm câu cá đa năng. Thì cái này để gỡ lưỡi các cướp, chúng ta cũng có thể kẹp cá với những cái con cá nó nhỏ. Có đi kèm hai cái bộ thẻo, cái bộ dây leader. Một số cái phụ kiện đi kèm như cái polin, gì. Chúng ta xem lại toàn bộ cái bộ sản phẩm 101 với mồi lua và phụ kiện. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn có thắc mắc hay cần tư vấn gì thêm thì để lại comment bên dưới, hoặc liên hệ với số điện thoại trong video. Cảm ơn cả nhà.